Lê Giang 45 tuổi, dao kéo khắp người khiến gái trẻ phải nể. Nhưng nhìn ảnh thời chưa có silicon mới bất ngờ. 45 tuổi mà Lê Giang trẻ đẹp mơn mởn, gái trẻ chạy theo không kịp. Nhưng nhìn ảnh lúc chưa dao kéo thì chắc ai cũng sốc. Lê Giang, nữ diễn viên hài xinh đẹp duyên dáng, được nhiều khán giả yêu mến, sở hữu thân hình vô cùng nóng bỏng. Thậm chí khiến cả con gái ruột và các cô gái trẻ phải chờn khi đọ sắc phốc. Để có được ngoại hình trẻ trung và bốc lửa như vậy ở độ tuổi 45, thì cô đã phải trải qua không ít lần phẫu thuật thẩm mỹ. Chính Lê Giang kể, lần đầu chị sửa mũi vào năm 29 tuổi để thay đổi vận mệnh và tiền bạc và tình duyên. Để có sóng mũi và đầu mũi đẹp như hiện tại, cô đã sửa 6 lần ở Úc. Sau đó Lê Giang đã phẫu thuật ngực để có số đo bốc lửa như bây giờ. Chưa dừng lại ở đó, mỗi thời điểm cô sẽ thực hiện các phương pháp làm đẹp khác nhau. Gần đây có làm căng da mặt bằng chỉ, tiêm filler và độn cằm. Nghiện phẫu thuật thẩm mỹ như vậy, nhưng Lê Giang cho rằng là nghệ sĩ. Tôi luôn phải áp lực xuất hiện trước khán giả với vẻ ngoài đẹp nhất, tôi không thể chịu được nếu bị chê xấu. Vì thế tôi buộc phải chịu đau tốn tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Chính vì suy nghĩ này mà diễn viên sinh năm 1972 không hài lòng bộ phận nào trên cơ thể thì sẽ can thiệp vào dao kéo ngay. Sửa khắp người như vậy, chắc hẳn nhiều người thắc mắc. Lê Giang thời trẻ nhìn như thế nào, nhan sắc cô có thực sự tệ không mà phải nung nấu ý nghĩ đập đi xây lại hết. Sở hữu vòng một lấn át người khác nên cô rất thích khoe điều đó. Cả gương mặt và thân hình Lê Giang đều rất đẹp, dù đã ở ngưỡng tuổi U50. Dù là hàng giả thì nhìn vẫn nuột nà và quyến rũ chết người. Xuất hiện ở đâu cô cũng gây được sự chú ý đặc biệt. Hiện tại trẻ đẹp và gợi cảm như vậy, tất nhiên là nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. Vậy trước khi dao kéo nhìn Lê Giang như thế nào? Đây là hình ảnh thời trẻ của Lê Giang, có thể thấy gương mặt cô tròn xoe. Các đường nét trên gương mặt cũng không khác giờ là mấy. Cô thừa nhận dao kéo khắp người. Lần đầu tiên cô đụng đến dao kéo là năm 29 tuổi để sửa mũi. Và cô đã phải sửa đến 6 lần mới ân ý. Thời thanh niên, nhìn Lê Giang khá mảnh dẻ, cắt tóc ngắn rất sành điệu, gương mặt khá xuất sắc. Đây là ảnh của cô và con trai, vì lấy chồng sớm nên nhìn Lê Giang rất trẻ, công nhận gương mặt cô rất hút ánh nhìn. So sánh có thể thấy, Lê Giang trước hay sau thẩm mỹ đều đẹp. Chỉ có điều gương mặt cô hiện tại thay đổi vài nét, theo đuổi các tiêu chuẩn nhan sắc của hiện tại như cầm vờ lai, căng da mặt bằng chỉ. Ca sĩ Lâm Khánh Chi khoe loạt ảnh thế kỷ với ông xã điển trai. Dù chênh lệch tuổi tác, nhưng trong bộ ảnh mới nhất, Lâm Khánh Chi và ông xã trông vẫn rất xứng đôi vừa lứa. Trước khi diễn ra lễ cưới chính thức với chồng trẻ vào ngày 28 tháng 12 tới, tại nhà chồng ở Long Hải, Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Khánh Chi khiến cộng đồng dậy sóng khi tiếp tục trình làng bộ ảnh cưới cô tay trong tay hạnh phúc bên một nửa của mình. Ngắm nhìn những khoảnh khắc bên ông xã sinh năm 1985, ít ai có thể đoán đúng tuổi của nữ hoàng chuyển giới. Ca sĩ Lâm Khánh Chi khoe loạt ảnh cưới thế kỷ với ông xã điển trai. Ngọc Hà bị fan cuồng hôn khi diễn tại quán bar ở Mỹ. Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà có phần bất ngờ trước tình cảm quá khích của một fan nữ tại Mỹ. Trình diễn Keep Me In Love, Hồ Ngọc Hà đã giao lưu vũ đạo cùng một fan nữ. Cô bất ngờ khi người hâm mộ này hôn mình trước khi rời sân khấu. Hồi cuối tháng 11, Hồ Ngọc Hà có đêm diễn ở một quán bar tại Mỹ, mang đến những tiết mục sôi động cùng các bản hit quen thuộc.
nữ ca sĩ cả một trời thương nhớ còn gặp sự cố khi giao lưu cùng fan nữ cuồng nhiệt. Hình ảnh ở phần giao lưu này trở thành chủ đề trên mạng xã hội vào chiều ngày 3 tháng 12. Fan nữ phấn khích và hôn Hồ Ngọc Hà ngay trên sân khấu. Khi bắt đầu hát Keep Me In Love, Hồ Ngọc Hà khuấy động sân khấu bằng việc nhảy cùng một khán giả nữ. Ngay khi lên sân khấu, vị khán giả này đã cướp mic. Cô cho biết hâm mộ Hồ Ngọc Hà từ rất lâu, sẵn sàng mang đến những động tác vũ đạo táo bạo. Không dừng lại ở đó, fan nữ còn cố tình tiến đến gần ca sĩ và hôn cô trước khi bị nhân viên an ninh đề nghị trở về vị trí. Hình ảnh từ clip ghi lại cho thấy Hồ Ngọc Hà đã khéo đẩy tay fan cuồng trước tình huống bất ngờ. Những phút sau đó, cô tiếp tục hát hết bản hit Keep Me In Love trong sự cổ vũ của khán giả ở Mỹ. Sự việc này khiến dân mạng nhớ lại tình huống xảy ra vào tháng 6, 2016. Đoạn clip ghi lại tiết mục biểu diễn của Hồ Ngọc Hà khi diễn ở một quán bar tại Houston, gây nghi vấn cô bị đám đông đụng chạm cơ thể. Nhưng lần đó, nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích và khẳng định tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Nói về khoảnh khắc gây tranh cãi, nữ ca sĩ giải thích, mọi người cho là tôi bị xàm sỡ thì hoàn toàn không đúng, tôi chắc chắn điều đó. Có thể một phần do góc máy quay, mặt khác nhóm khán giả giơ tay cao hòa vào không khí sôi động đó lại là nữ giới. Họ đã đứng và cuồng nhiệt cùng tôi suốt chương trình. Danh hài Lê Giang bị tẩy chay vì hiểu lầm thuê giang hồ đánh chồng cũ. Bị nghi thuê giang hồ đánh chồng, Lê Giang từng tự tử uống thuốc ngủ là một trong số những sóng gió từ cuộc hôn nhân đầu với nghệ sĩ hài Duy Phương được cô kể lại trong một chương trình truyền hình. Lê Giang được mọi người yêu mến với hình ảnh một cô diễn viên có nhan sắc xinh đẹp quyến rũ, dù đã ở độ tuổi gần 50. Với một chất giọng cao, giọng khỏe bẩm sinh, cô đã trở thành đào chính ở các gánh hát tỉnh khi mới 15 tuổi. Năm 1992, cô kết hôn với nghệ sĩ Duy Phương. Khi ấy anh đã 36 tuổi, từng trải qua một đời vợ, còn Lê Giang chỉ vừa 18 căng tròn. Tham gia một chương trình talk show mới đây, Lê Giang kể chuyện phải vất vả mưu sinh từ năm 11 tuổi vì gia đình khó khăn. Lên sân khấu, Lê Giang luôn khiến khán giả bật cười và gây ấn tượng với giọng ca dài hơi. Nữ nghệ sĩ tự nhận tính chị vô lo, ít suy nghĩ sâu xa nên hay mắc sai lầm. Năm 18 tuổi, Lê Giang yêu một diễn viên hài nổi tiếng khi anh này đã có vợ. Tôi nghĩ yêu người nổi tiếng thì cuộc sống của mình sẽ đỡ vất vả. Dù biết anh có gia đình, nhưng tôi vẫn qua lại vì vợ anh chấp nhận như vậy. Người vợ ấy bị vô sinh nên buộc phải nghe lời chồng, chịu cảnh ba người chung chạ một nhà. Dù không được thừa nhận chính thức, nhưng tôi vẫn vui vì có nơi ăn chốn ở, danh hài Lê Giang chia sẻ. Chị từng nghĩ đơn giản như thế, ngày ấy buổi sáng Lê Giang ở nhà chồng hờ, còn tối về với mẹ. Khi mang thai, chị hay bị một người lạ mặt rình rập đạp vào bụng cho hư thai. Mỗi lần như vậy, Lê Giang hay mách vợ lớn và chồng. Những người chị quen gọi là cô và chú vì lớn tuổi hơn mình nhiều. Có những lúc chị muốn thoát ra khỏi kiếp sống chung chồng, nhưng không được vì người đàn ông kia níu kéo và dọa dẫm. Rồi hai con Duy Phước và Lê Lộc lần lượt ra đời. Lúc này cuộc hôn nhân của Lê Giang cũng đến hồi kết thúc vì những lục đục tai tiếng của người chồng. Khi xa cơ lỡ vận, người đàn ông ấy đã trút bực tức lên Lê Giang bằng những trận đòn đau đớn. Có lần ổng ném tôi từ cầu thang xuống đất, nữ danh hài kể. Sau đổ vỡ hôn nhân, Lê Giang nhường quyền nuôi con cho chồng cũ. Cuộc hôn nhân tan vỡ đầy đọa đau khổ, bị bạo hành đau đớn. Lúc này nghệ sĩ Lê Giang quyết định kết thúc cuộc hôn nhân, không bắt nguồn từ tình yêu cùng Duy Phương. Cô đã hẹn gặp chồng để bàn chuyện Duy Phước Lê Lộc và chấm dứt cuộc sống đọa đày. Nhưng không may Duy Phương đã bị người chặn đánh trên đường đến gặp Lê Giang. Tai nạn ấy vô tình đẩy nữ nghệ sĩ vào cảnh tình ngay lý gian, mang tiếng thuê giang hồ đánh chồng mình. Vào bệnh viện, Lê Giang bị Duy Phương cấm vào thăm và chịu sự ghẻ lạnh. Bị cô lập từ các đồng nghiệp, mặc cho nước mắt lưng tròng cùng lời chân tình, em đẻ cho anh hai đứa con mà anh không tin em sao. Lê Giang vẫn bị đẩy vào bóng tối và cũng muốn tự vẫn. Gia đình tan nát bị tẩy chay đến mức hết xô diễn, Lê Giang quyết định tự tử. Chẳng ai tin mình và không làm ra tiền thì sống làm gì nữa. Cô mua thuốc ngủ và kết liễu cuộc đời mình tại một căn phòng khách sạn. Khi mở mắt dậy, chị thấy khách sạn đưa chị đến súc ruột. Chị lại sống nữa, nếu có mướn giang hồ đánh Duy Phương, tôi sẽ không còn trên cõi đời này nữa. Sống ẩn dật trong sự thị phi của đồng nghiệp, Lê Giang may mắn được đạo diễn Phước Sang thời bấy giờ gọi về và giao cho các vai diễn sân khấu. Trong thời gian đó, tòa cũng đưa ra phán quyết Lê Giang có quyền nuôi con. Tuy nhiên do nghèo túng, Lê Giang nghĩ, thôi để ông nuôi đi, rồi mình qua thăm cũng được.
Vậy mà mỗi lần sang thăm, Duy Phước và Lê Lộc đều bỏ chạy khi thấy mẹ ruột. Thậm chí Duy Phước từng lớn tiếng, ông bà có nuôi tôi không mà đòi dạy tôi, bà không phải là mẹ tôi. Khi được MC Trấn Thành hỏi, Duy Phước thú nhận, em không có tình cảm nhiều với mẹ, ký ức về mẹ trong em là con số 0, cũng như anh hai Lê Lộc thổ lộ. Em còn không được gọi tiếng mẹ, nữ diễn viên trẻ kể lại, hai anh em cô được dì vợ sau của Duy Phương nuôi nấng, do còn nhỏ nên Lê Lộc cứ ngỡ người dì ấy chính là mẹ mình. Từ khi dì có con thì em không được gọi dì là mẹ nữa, Lê Lộc ngậm ngùi. Hội ngộ cùng hai con, lúc này nghệ sĩ Lê Giang nức nở, mẹ không nghĩ có ngày hai con thương mẹ. Khi có tình cảm mới, Lê Giang đã ra điều kiện, nếu đến với tôi thì phải chấp nhận đứng sau con cái, máu mủ của tôi. Trấn Thành nhận xét, Lê Lộc là một cô bé ngoan ngoãn và lễ độ với tất cả mọi người, trừ Lê Giang. Lê Lộc thú nhận mình rất khó mở lời tâm sự cùng Lê Giang, dù rất thương mẹ. Tại chương trình, Lê Lộc đã lần đầu tiên xin lỗi và nói lời yêu mẹ trên sóng truyền hình. Dẫu việc xóa bỏ mọi khoảng cách còn quá khó với cô ở thời điểm hiện tại. Về Duy Phước, nam diễn viên trẻ xin khép lại nỗi đau của cha mẹ, vì ai cũng có quá khứ của mình. Mỹ nhân Việt thề độc khi dính nghi án tình cảm với Tim, giữa lúc lùm xùm ảnh thân mật của Trương Quỳnh Anh bình minh còn chưa lắng xuống, Quế Vân bất ngờ lên tiếng về mối quan hệ giữa cô và Tim. Vừa qua, loạt ảnh thân mật trên mức đồng nghiệp của bình minh Trương Quỳnh Anh bị rò rỉ khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang. Trong khi bình minh khẳng định, những bức hình xuất phát từ hậu trường phim Thề Không Gục Ngã tác phẩm anh và Trương Quỳnh Anh đóng cặp từ năm 2015, thì phía Tim và vợ cũ vẫn giữ im lặng trước thông tin này. Sự việc cho đến nay vẫn gây xôn xao mạng xã hội và khiến dư luận hết sức quan tâm. Thậm chí Tim cũng bị kéo vào cuộc khi bị lật lại tình sự yêu đương. Một vài trang tin chia sẻ thông tin anh từng vướng nghi án tình cảm với Minh Hằng và Quế Vân hồi năm 2010. Thời điểm đó, chính nữ diễn viên Bóng Ma Học Đường đã ở bên cạnh an ủi giúp anh vượt qua những tin đồn thất thiệt. Tuy nhiên mới đây, trên trang cá nhân, Quế Vân chính thức lên tiếng phủ nhận tin đồn này. Cô cho biết thông tin mình có nghi án tình ái với Tim là hoàn toàn sai sự thật. Quế Vân viết, cả làng ơi ra đây mà xem, biết năm nay 5 tuổi nên bị vu oan giá họa, bị oan nghiệt cuộc đời. Từ chiều đến giờ vài báo gọi kiểm tra xem đúng không. Cũng may toàn báo có lương tâm khi biết mình nói đúng sự thật nên không đăng bài. Oan thị màu nhé cả làng, oan lắm, học máu không có gì với thằng Tim đâu. Tim ơi giải thích hộ chị đi. Quế Vân còn thề độc, nếu chuyện đó có thật, Quế Vân không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, nên chụp lại đoạn văn này để thể hiện sự bức xúc. Nữ ca sĩ bác bỏ thông tin trên và ý khẳng định mối quan hệ giữa Tim với mình chỉ đơn thuần là chị em thân thiết bình thường. Trạng thái chia sẻ cách đây vài tiếng của Quế Vân, cô lên tiếng khi bị tin đồn hẹn hò với Tim. Tim Quế Vân là cặp chị em khá thân thiết trong showbiz Việt, cả hai quen biết từ nhiều năm và thường xuyên hỗ trợ nhau trong các sản phẩm âm nhạc. Ngoài đời họ chơi khá thân, chính Tim từng là người ủng hộ Quế Vân rất nhiều trong quyết định nam tiến để trở lại với con đường ca hát của cô.